Cơ sở Nguyễn Quang Bích được thành lập năm 1994, được xây dựng tại khu dân cư số 4, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Khi thành lập, trường có tên là trường chuyên cấp 2 Tam Thanh. Được sự quan tâm sâu sắc của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Tam Nông, phòng giáo dục và đào tạo Tam Nông, trường đã chuyển thành trường trung học cơ sở công lập với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi và đổi tên thành trường trung học cơ sở Tam Nông. Từ năm 2001 cho đến nay, trường vinh dự được mang tên nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Quang Bích. Từ khi mới thành lập cho đến nay, thầy trò nhà trường luôn nỗ lực thi đua, dạy tốt, học tốt. Trong 25 năm qua, nhà trường đã luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Tam Nông, phòng giáo dục đào tạo Tam Nông. Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích đã trở thành một địa chỉ thân thiện, tin cậy của nhân dân Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn và Lâm Thao. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích có một đội ngũ thầy cô giáo giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, tâm huyết, yêu thương học sinh, luôn tận tụy vì học sinh thân yêu. Các thầy cô giáo đều là những giáo viên giỏi được tuyển chọn từ các trường trung học cơ sở trong huyện. Mỗi thầy cô giáo thực sự là những tấm gương tự học và sáng tạo. Tập thể cán bộ giáo viên của nhà trường thực sự là một đại gia đình đoàn kết, đồng thuận, đã góp phần làm nên gương mặt tươi sáng của một ngôi trường mang tên nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Quang Bích như ngày hôm nay. Có thể nói là một trong những giáo viên có mặt ngày đầu thành lập trường. Tôi rất vinh dự và tự hào. Bởi nơi đó chúng tôi được cống hiến, được phát huy hết năng lực chuyên môn cũng như là lòng say mê nghề nghiệp của mình. Hơn 24 năm gắn bó với nhà trường, đến tuổi nghỉ hưu, rời bục giảng, trở về với cuộc sống đời thường. Nhưng những tình cảm tốt đẹp và những ấn tượng sâu đậm về mái trường thân thương thì vẫn còn lưu giữ mãi trong tôi, vẫn vẹn nguyên như những ngày nào. Hôm nay trở về trường, thấy trường đã có một bộ mặt mới, một vị thế mới, rất đáng tự hào. Thì bản thân tôi cảm thấy rất là vui, rất là phấn khởi, rất là hạnh phúc. Thế và hơn ai hết là những giáo viên nghỉ hưu, chúng tôi luôn luôn mong mỏi, hy vọng, tin tưởng và chúc cho nhà trường tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục. Trong những ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất của Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích chỉ có 5 phòng, phải học tạm trong 2 ca. Trường không có thư viện, không phòng thiết bị, không phòng học bộ môn, không phòng thực hành chung, không cổng chào, không bờ rào, không sân tập thể dục, v.v. Vượt lên khó khăn của nhiều cái không trong những ngày đầu, với tinh thần trách nhiệm cao và tình yêu thương học trò, đội ngũ các thầy cô giáo đã đem hết nhiệt huyết, tâm tình cùng với học sinh rồi mỗi ngày miệt mài để làm nên những thành tích đáng trân trọng. Cho đến nay, nhà trường đã được Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đầu tư về cơ sở vật chất. Năm 2019 đã xây thêm phòng học, cải tạo sân chơi, bãi tập, nhà tập thể thao, lắp đặt phòng học thông minh. Hôm nay, diện mạo của ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích đã trở nên khang trang hơn, xanh, sạch đẹp hơn rất nhiều. Nhà trường xác định xây dựng sứ mệnh của mình trong cái thời gian tới, đó là xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, có nề nếp kỷ cương, có cái chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh có điều kiện phát huy năng lực và khả năng sáng tạo của mình, thích ứng với sự phát triển của xã hội và trở thành một công dân tốt. Vì vậy là mỗi cán bộ giáo viên của nhà trường phải không ngừng học hỏi, trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp và luôn luôn phải đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó thì nhà trường rất cần sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của huyện Tam Nông, sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các cá nhân tập thể và đặc biệt là các bậc cha mẹ học sinh, để xây dựng trường trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích trở thành một cái ngôi trường mà các thầy giáo, cô giáo mong muốn được giảng dạy, được cống hiến, các em học sinh mong muốn được học tập để phát triển bản thân. Nhà
Năm học 1994-1995, Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích chỉ có 8 lớp với 253 học sinh, có 18 cán bộ giáo viên. Thì đến năm học 2019-2020, số lớp được biên chế là 12, số lượng học sinh là 396 và năm học 2020-2021 là 404 học sinh và cả trường có 33 cán bộ giáo viên, nhân viên. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá giỏi, bình quân hàng năm ở Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích đạt khoảng 97%. Học sinh xếp loại học lực trung bình giảm 4,5% so với chỉ tiêu đầu năm học, không có học sinh yếu kém. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt tăng lên theo từng năm học, bình quân hàng năm đạt trên 97%, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình. Nhà trường luôn ở vị trí dẫn đầu trong khối trung học cơ sở toàn huyện. Số lượng và chất lượng học sinh giỏi hàng năm đều tăng lên. Đặc biệt trong năm học 2018-2019, nhà trường có 2 học sinh đạt huy chương vàng quốc gia thi vật lý trên mạng, 1 huy chương đồng quốc gia thi tiếng Anh trên mạng. Đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường luôn đứng đầu huyện Tam Nông. Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện hàng năm có gần 200 em. Học sinh giỏi cấp tỉnh mỗi năm trung bình có khoảng 30 em. Khi được học tập dưới mái trường này, cùng với sự giảng dạy rất là nhiệt tình, tâm huyết của các thầy cô giáo và trang thiết bị của nhà trường rất là hiện đại, ngày một đổi mới, tạo điều kiện cho chúng em có thể phát triển toàn diện bản thân, thì em cảm thấy rất là tự hào và vui sướng về điều này ạ. Hàng năm, 100% học sinh lớp 9 của nhà trường thi vào các trường trung học phổ thông công lập, tỷ lệ đỗ trên 99%. Trong 6 năm học từ năm học 2014-2015 đến năm học 2019-2020, nhà trường có gần 50 lượt học sinh thi đỗ vào các trường như chuyên Hùng Vương, Trung học Phổ thông chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội. Hàng năm, 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó, 70% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% cán bộ quản lý, giáo viên xếp loại chuẩn từ khá trở lên, trong đó loại tốt chiếm trên 50%. Chi bộ đảng của trường Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích có 33 đảng viên, hàng năm đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi năm có từ 4 đến 6 đồng chí được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ hàng năm đều được xếp loại trong sạch, vững mạnh. Nhà trường có một liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và một chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hàng năm, liên đội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần duy trì nề nếp kỷ cương trong nhà trường, tổ chức các phong trào thi đua, cụ thể hóa các nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường trong từng giai đoạn cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông, về bảo vệ môi trường, về biển đảo quốc gia, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, tâm lý lứa tuổi, vân vân. Hàng năm, liên đội đều đạt vững mạnh xuất sắc, được huyện đoàn, tỉnh đoàn và trung ương đoàn khen thưởng. Tổ chức công đoàn nhà trường với 100% cán bộ giáo viên, người lao động tham gia, hàng năm đều được xếp loại vững mạnh xuất sắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, Công đoàn Giáo dục tỉnh Phú Thọ khen thưởng. Năm 2008, nhà trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận là cơ quan văn hóa. Năm học 2018-2019, công đoàn nhà trường được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Với những kết quả đã đạt được của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường trong 25 năm qua, đúng vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận trường Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích đạt chuẩn quốc gia. Đây là niềm vinh dự và tự hào của một ngôi trường từ lâu là địa chỉ tin cậy của học sinh và các bậc phụ huynh trên địa bàn huyện Tam Nông. Kết quả này chính là động lực để nhà trường tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn ở mức độ cao hơn nữa, đáp ứng tốt hơn nữa về nhu cầu học tập của con em trên địa bàn huyện. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích là một ngôi trường có bề dày truyền thống về chất lượng giáo dục, đào tạo. Đội ngũ giáo viên thì rất là nhiệt tình, trách nhiệm. Kết quả của nhà trường thì được ngành giáo dục đánh giá nằm trong top đầu
của các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nhà trường thì cũng còn gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ quan tâm hơn nữa trong cái việc đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường các trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cũng như là đảm bảo cái diện tích cho nhà trường để thực hiện cái nhiệm vụ giáo dục toàn diện cũng như mũi nhọn trên ở của nhà trường. Dưới mái trường trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích, các thế hệ học sinh đã từng bước trưởng thành, bay vào cuộc sống với hành trang tri thức chắc chắn, mang trong mình sự tự tin và những dấu ấn sâu sắc về mái trường mến yêu. Con đường phía trước trong hiện tại và tương lai còn rất nhiều thử thách. Những yêu cầu về đổi mới giáo dục để đáp ứng với xu thế phát triển của xã hội đòi hỏi mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích phải luôn nêu cao tinh thần, không ngừng học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, tiếp cận với khoa học công nghệ, nâng cao hơn nữa về chất lượng giáo dục để góp phần đưa chất lượng giáo dục của địa phương ngày càng phát triển bền vững. Mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh của trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích đang từng ngày, từng giờ nỗ lực phấn đấu để khẳng định vị thế trong khối các trường chất lượng cao của tỉnh và đưa tên tuổi của nhà trường vươn cao, vươn xa, xứng đáng với ngôi trường được mang tên của nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Quang Bích. Lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ.